Hôm nay kênh đang đi khám phá nghiên cứu cái vùng đất mà nhiễm mặn á, nhiễm phèn, để mình nghiên cứu trồng một số loại cây coi nó như thế nào nha. Nhưng mà trong quá trình này chắc mình phải nghiên cứu về đất nè, về nước vân vân và nhiều cái lắm. Mình mà sẽ trồng cho bằng được trên cái đất này nè. Giờ mình lấy cái chai này, mình để mình lấy nước để coi cái độ mặn nó như thế nào. Thấy ít thôi nha. Mình sẽ lấy nước và lấy đất luôn. Đo hết. Độ mặn dữ không anh? Cái này được à? Mặn dữ không? Đây nguồn mặn dữ lắm á. Dạ. 2.000 con vậy đó. Cái kêu karaoke okay chưa? Chưa kêu nữa. Này, nhiêu con? Chơi xuống anh về sớm luôn. 2.000 con của biển vậy hả? Chưa biết anh chị luôn. Mua xong mình á. Trời ơi, dễ thương quá ha. Để mình nuôi, để mình mốt mình lấy tự nhiên đúng không? Nhưng mà công nhận mình nuôi cái bắt thì thấy ác vậy, ác ghê. Dạ. Ồ, bây giờ mình không mua thì ra ngoài kia nó cũng muốn anh. Hiện tại đây đất là khoảng 16,5 hecta. Trước đây thì ở dưới đây là nuôi trồng thủy sản, mà thấy hạch toán kinh tế thấy chưa có hiệu quả lắm, cho nên bây giờ là thầy sẽ thay đổi cái mô hình kinh tế. Còn xung quanh bờ bao bờ đê thì sẽ lên clip trồng một số loại cây như cây dừa và một số loại cây ăn trái khác. Thì kênh cũng vừa là lấy hai mẫu nước, một mẫu nước ở trong ao với một mẫu nước ở ngoài mé, để mà đo cái độ mặn với độ phèn như thế nào, độ pH của nó coi thì ra sao, để mình biết cái cách để mình trồng những cái loại cây nào phù hợp nhất, rồi cái cách chăm sóc, cách bón phân ở dưới cái gốc, cải tạo đất. Riêng thì đất này thì cũng đang kêu cô bé múc ở dưới lên đó, để mà có cái bờ để chúng ta trồng. Thì quý cô chú chị các bạn biết là ở dưới đây đất có nhiễm phèn với nhiễm mặn, nhưng mà ở dưới lòng đáy mương này nè là nó sẽ có lượng phù sa rất là cao. Hồi nãy thì kênh cũng đã xem qua sơ qua rồi, lẽ là đào sâu xuống là đất này rất là tơi xốp nha, cho nên là cây dừa hoặc một số cây mà như mít, bưởi rồi đó vân vân là nó rất là thích cái loại đất này, nó không có ngán đâu. Nhưng mà cái đất này thì nói với cô chú chị các bạn là bị nhiễm mặn với nhiễm phèn á, cho nên là mình trồng á, mình phải cải tạo đất ở trong cái gốc mới được, sử dụng phân hữu cơ đó, kết hợp với một số phân hóa học để chúng ta trồng. Đất thì nhìn rất là đẹp, quý cô chú anh chị các bạn, đất rất là đẹp, đất rất là ngon. Thì bây giờ múc lên thì đang lượng phù sa đang nằm trên đây nè. Trước đây thì chỗ đất này người ta đã bơm cát rồi, cho nên là nó rất là thích, mấy cây này rất thích nè quý cô chú anh chị các bạn nè. Coi đất rất là ngon, thấy không à, đất rất là ngon, có độ dẻo nữa, nó có bùn và có thịt, cho nên là cây nó rất là thích. Bây giờ mình sẽ đi tham quan xung quanh hết, coi cái diện tích đất này 16 hecta này là 16 hecta mấy này là trồng được khoảng bao nhiêu loại cây ở trên cái thửa đất này. Thì xa trở là cô bé đang múc trên, quý cô chú chị các bạn, cô bé đang múc cái nào, một xíu mình sẽ tiến lên cái cô bé trên luôn. Hiện tại cái mặt clip này có chiều ngang cũng khoảng gần 4 mét, cho nên mình sẽ trồng một cái hàng ngay giữa. Một hàng ngay giữa. Có thể mình trồng xen canh thêm những cái cây gì nữa hai bên nữa. Thì đất này giờ trồng là cây cách cây 6m hoặc 7m hoặc 6,5m cũng được. Rất là rộng. Nhìn cái cánh đầm này quá khủng khiếp luôn quý cô chú chị các bạn. Nhưng mà hứa là sẽ làm được. Mình hứa mình sẽ làm được.
mình mới mượn xe của anh chủ vườn, ảnh chạy lên tới đây để mình tham quan nghiên cứu coi sao. Nhưng mình thấy đất đây là ok lắm, ăn thua mình biết cải tạo đất là trồng là tuyệt vời. Ở đây thì không ai trồng, nhưng mà nãy đoạn mới đầu vô khúc này thì mình thấy có một số người ta trồng mấy cây dừa ngoài rất là tốt. Hiện tại ở đây thì mình trồng sẽ là tận dụng vào mùa mưa nha, để mình tưới. Vào mùa khô thì phải chịu nhiệt trong mùa khô, tại vì hệ thống tưới đây không có, cho nên mình phải tập trung trồng dừa vào mùa khô, cái mùa mưa để cho nó phát triển cái giai đoạn đầu. Ở cái những cái đầm như vậy là trước đây là nuôi tôm á quý cô chú chị các bạn, nuôi thâm canh vậy đó, thả tôm tự nhiên chứ không có nuôi cái kiểu công nghiệp mà có sử dụng quạt, nó thả sen canh, sau này khi mà làm giấy tờ xong mới nuôi theo quy trình. Thì hiện tại ở dưới cái lòng ao này nè quý cô chú chị các bạn, thấy là cát và nó bị nhiễm mặn, đất nó phèn hơi nhiều, nhưng mà cái đó là mình nuôi trồng thủy sản dưới được. Còn riêng ở trên đất thì mình sẽ trồng những cái loại cây ăn trái và một số cái cây khác. Thì nãy giờ kênh cũng đã đi tham quan xung quanh hết, coi đất rồi lấy hai mẫu nước để về mình nghiên cứu để mình trồng ở trên đây. Và một điều đặc biệt nữa, muốn trồng trên đất này là chúng ta phải sử dụng phân hữu cơ bón lót ở dưới gốc và tận dụng trồng vào mùa mưa. Đó, trồng vào mùa mưa để cây dừa nó phát triển. Tại vì đây là có khó khăn là nước không có tưới. Đây, xung quanh đây là nước lợ vào mùa này và nước mặn vào cái mùa gần Tết. Đó, cho quý cô chú chị các bạn biết đó. Nghĩa là đất nào chúng ta trồng được hay không là do chúng ta. Riêng ở dưới cái mặt ao này là chúng ta sẽ múc lên thì đem cái lượng phù sa ở dưới cái mặt ao này lên thì nó sẽ tốt lắm. Nhìn vậy thật ra chứ ở dưới đất là lượng phù sa rất là nhiều quý cô chú chị các bạn. Đất này rất là tốt. Đất này mà trồng là đúng bài luôn. Tại vì mình nãy giờ mình có coi xong hết rồi, coi đất xong mình thấy được là đất này trồng rất là ngon. Tại ở đây người ta không trồng. Xa thăm thẳm luôn quý cô chú chị các bạn, phải 16,5 hecta đó, nghĩa là 16 ha mấy đó. Nãy mình đào cái lỗ này để mình coi đất nè. Nãy mình đào sâu cũng dưới cũng mấy tấc mới lắp lại, giờ lấy số cái mình về nhờ mấy anh em bên chuyên môn mình phân tích cái đất này thấy như đây được rồi. Đất này rất là tươi xốp nha quý cô chú chị các bạn, đào nãy xuống mà nó tươi xốp, nó bở rỡ rất là ngon.